Nguyễn xin mến chào bà con. Hôm nay Nguyễn tiếp tục nữa nha bà con. Cầu tài, xin lộc gửi đến cho bà con mình tham khảo vào ngày mai. Mong sao thì bà con mình vào kênh xem, bà con nhớ ủng hộ cho Nguyễn xin một like và một lượt đăng ký kênh. Bà con nào mình biết chia sẻ Facebook, Zalo gì đó thì bà con mình chia sẻ giúp Nguyễn nha bà con. Thì bà con mình vào kênh xem, bà con nhớ ủng hộ cho Nguyễn xin một like và một lượt đăng ký kênh. Đó, bà con nào mình biết chia sẻ thì bà con mình chia sẻ giùm Nguyễn ha bà con ơi. Ai chưa like giúp Nguyễn like, ai chưa đăng ký kênh giúp Nguyễn một lượt đăng ký kênh. Là thì bà con nào á, mình muốn ai đặt nhang ba số á, thì bà con mình cứ báo qua cho Nguyễn ha bà con. Qua số điện thoại 0856352752, đó là số điện thoại chánh của Nguyễn nha bà con. Một bịch như nè, 120.000 miễn ship cho bà con mình nha bà con. Giao tận tay cho bà con mình. Rồi chào Trường Nguyễn. Nguyễn cũng tổng chào bà con mình mới vào kênh nha bà con. Vào kênh thì cùng Nguyễn bà con ơi, thành tâm trước màn ảnh nhỏ để mình nhận tài nhận lộc nha bà con. Thì nói chung hôm nay bà con mình cũng có lọc nho nhỏ ha bà con. Còn 33 hôm Nguyễn sinh á, thì nó về nằm ở Trà Vinh đó bà con. Mình sinh 633 mà nó ra là 933 gì á. Đó, nó lộn mèo rồi. Phải nó trồng trái lại là bà con mình lụm ba càng. Thì nói chung mấy ngày hôm nay thì lọc á, về không được lớn bà con ơi. Lọc nhỏ nhỏ về không à. Đó, thì bà con mình tham khảo nhỏ nhỏ chơi vui theo ha. Hôm nào lọc lớn, lọc về đều quá thì bà con mình hãy chơi lớn. Rồi, Nguyễn chào 43 bà con mình. Rồi, giờ thì cùng Nguyễn ha bà con ơi, thành tâm trước màn ảnh nhỏ. Để mình đón nhận tài, nhận lộc nè. Nam mô Di Đà Phật. Ông thần tài, ông địa, ông tà, các vị thần linh thiên về đây cảm ứng chứng minh cho lòng thành của con, ban cho con xin được cái tài cái lộc, quẻ xăm và nhang ba số về được sổ sổ kiến thiết miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì miền nào cũng được tài được lộc lớn cho bà con mình, có được đầu đôi lô ba càng siêu chủ cho bà con thắng lớn tưng bừng gực gỡ luôn thì bà con mình cũng khổ quá rồi. Con mong sao tài lộc mấy ông có cho thì cho con về xin đúng ngày đúng giờ đúng tháng đúng năm cho bà con mình thắng được tưng bừng gực gỡ. Ngày mai là thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó thì bà con nào mình đặt á, nhận ba số á, thì bà con mình nhớ liên hệ với Nguyễn ha bà con. Còn bà con nào nhận tài nhận lộc riêng, lộc Zalo đó, thì bà con cứ báo qua hoặc kết bạn Zalo với Nguyễn để Nguyễn gửi lộc cho bà con mình chơi nha bà con. Thì số điện thoại riêng của Nguyễn là 0856352752. Đó là số điện thoại của Nguyễn xài trực tiếp nha bà con. Ai cần gì thì cứ alo qua số điện thoại đó. Thì bà con vào kênh xem, bà con nhớ ủng hộ cho Nguyễn xin một like và một lượt đăng ký kênh nha bà con. Ai chưa like, chưa đăng ký, nhớ bấm cho Nguyễn xin. Rồi, hôm nay yếu vậy ta. 6 phút rồi mới có 30 like à. Hôm nay like hơi sớm, mới 7 giờ. Bà con mình chưa vào đông, chưa thấy chào ai chứ nè. Rồi, giờ rồi thì Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn xin lọc nhang ba số trước nha bà con. Ai vào sau thì mình cứ từ từ mà mình đón tạc, chờ lọc nha bà con. Rồi, Nguyễn chào 129 bà con mình. Thành Tâm cùng Nguyễn nha bà con ơi. Đó, đón tài, đón lộc cái quẻ nhang ba số mình nè. Rồi, em chào Chí Nguyễn. Chí Nguyễn à. Rồi, Nguyễn chào 148 bà con mình đang xem live nha bà con ơi. Hôm nay yếu quá vậy ta. Rồi, bà con nào nhận tài, nhận lộc riêng, lộc Zalo thì cứ qua số điện thoại này ha bà con. Rồi, giờ thì bà con mình cùng Nguyễn Thành Tâm trước màn ảnh nhỏ đón nhận tài, nhận lộc ngày mai cho có lộc lớn bà con ơi. Vào kênh xem nhớ cùng Nguyễn phải Thành Tâm cố gắng lên ha bà con, vậy mới được cái lộc lớn cho bà con mình. Còn lộc Zalo thì tối nay Nguyễn sẽ ghé đến khu miếu của ông Tà Đen Tà Đỏ để Nguyễn xin lộc cho bà con mình tham khảo nha bà con. Bà con nào muốn tham khảo tài lộc Zalo luôn thì cứ qua để mình tham khảo tài lộc Zalo ha bà con. Nói chung Zalo thì Nguyễn cũng gửi cho bà con mình thì hoàn toàn miễn phí thôi. Bà con nào muốn nhận thì cứ qua rồi mình nhận ha. Nhận tài nhận lộc thì chơi, có tài có lộc thì phụ trả lễ nhang đèn đồ cúng trái cây nha bà con. Cũng như trên kênh vậy đó, bà con nào hữu duyên có tài có lộc có lòng trả lễ thì bà con mình cứ báo cho Nguyễn một tiếng. Hôm nay mới thứ sáu mà bà con mình không thấy ta. Bà con vào kênh xem, bà con mình bình luận giao lưu nói chuyện cho tương tác cao lên bà con ơi. Đó, ai chưa chào nhau những lời thân thương, mình chào nhau những lời thân thương đi bà con. Để cho kênh của Nguyễn nó tương tác cao tí bà con ơi. Trời ơi, 10 phút mà mới có 68 like à. Bà con mình đau mắt nữa rồi. Rồi, nhang ba số mình đầu tiên là con số 8 nè. Kế tiếp sẽ là con số mấy đây?
72 like rồi. Đúng rồi, chị Loan Loan Trăng ơi. Từ từ bà con mình từ từ bấm like nữa. Rồi em chào Tâm Tâm. Tại vì mình nói chung like cũng không tốn tiền, bà con mình phải thương thương yêu kênh đó, bà con mình mới bấm like. Đó, ủng hộ cho em Út nó có cái tinh thần nó đi sinh tài sinh lộc cho mọi người, để mọi người tham khảo tài lộc mỗi ngày để mình có tài có lộc. Thì nói chung tài lộc thì hữu duyên mỗi ngày thôi bà con. Ai có tài có lộc được thì nguyện chúc mừng bà con mình. Còn mà bà con nào hữu duyên mà chưa được tài được lộc á, cố gắng đó thành tâm vô mỗi ngày để mình đón tài đón lộc nha bà con. Nói thắng thua là chuyện thường tình mà thua hoài thì cũng ghim mình đó bà con. Em chào Bùi Phương. Còn mà mình thắng hoài thì mình tưng bừng gỡ luôn đi sắm vàng. Thì nói chung Zalo thì ai tối nay ai nhận lọc của ông Tà Đen Tà Đỏ thì cứ báo cho Nguyễn ha. Tối nay mua 2 lít rượu với nải chuối, con gà, trái cây đi xin lọc cho bà con mình bên Zalo. Đó, mong sao thì Zalo ngày mai gực gỡ cho bà con mình thắng lớn. Đó, để bà con mình gỡ nợ, gỡ nần đâu ha bà con. Ai đang túng thiếu nợ nần gì đó thì bà con mình gỡ cho sạch sẽ hết. Để tối nay kiếm 2 lọc bao lô là chính, thêm con ba càng cho bà con mình. Phụ đạp thêm cái con ba càng 10.000 nữa, kiếm 6 triệu đồ. Đó, hên ra được 2 kg thì lụm được 12. Đó, 12 thì mình bao cái lô cái nữa thêm 20, 30 nữa thì ok ha bà con. Đó, mình nói thì nói vậy, mong sao ông bà thương cho được như vậy luôn là vui ha bà con. Rồi anh chào Phương Mỹ. Rồi em chào chị Nguyễn Tho. Chị like cho em rồi 838 hả chị? Hình như con 83 này bữa nay cái miền Bắc của mình á, nó ra hình như tiếp 3 lô luôn. Ra đầu mà thêm được 2 lô nữa là 3 lô. Thôi ơi, ra gì đâu mà thấy ham chứ. Mấy cái bữa nào mà ra là 2-3 lô mà mình trên kênh hoặc là bên Zalo mình cho mình được như vậy chứ sướng lắm ta. Bà con mình trúng bực vô gạo không. Quánh 10 thì ra 30. Đó, quánh 30 thì nó ra 90. Còn gì đâu nữa ha bà con. Cũng như con 27 cũng vậy, 27 3 lô nữa. Trời ơi, miền Bắc cho 27 83 lụm 6 lô. Cái túi dày mịt luôn. Tiền nó lên khúc. Hôm nay 98 89 không có ba miền. Ờ đúng rồi, hôm nay nhân ba số mình đi cỡ hước địch. Không có dính được cái nào luôn. Còn quẻ xăm mình thì dính được con 33 cũng đỡ. Mấy bữa trước thì nhân ba số mình về bụp dữ lắm. Có hôm nay thì về hơi bị xui. Thôi, bữa nay mình làm lại bà con ơi. Làm lại nhân ba số nha bà con. Hổng gài là bà con mình nói chung thỉnh nhân ba số cũng nhiều lắm. Đó, bà con đốt cũng trúng khá là đông luôn. Lộc Nguyễn khắn cho bà con mình. Nói chung thì bà con mình về trước tiên thì mình cũng phải khắn lại một cái nha bà con. Đó, mình thắp cây nhang, mình đốt lên rồi thì mình cũng khắn một cái sơ lược qua để cho ông bà biết về ngày nào, đầy nào, miền nào để ông bà cho bà con mình được cái lộc. Có mấy anh chị kia đốt nhang được lộc lớn quá, được ba càng rồi. Cũng có nhắn tin kêu gửi mua con gà đâu cúng bàn tổ dùm cho chị anh đâu. Nói chung thì mấy người anh chị đó thấy cũng khá là tốt. Được, nói chung là được tài, được lộc, người ta biết biết ơn, biết nghĩa đó. Nói chung thì người ta trúng thì Nguyễn cũng không biết. Nó do tấm lòng của mỗi anh chị mình đó. Thì vô cái mấy anh chị mình điện lại thôi. Chứ Nguyễn bán rồi thì 120 ngàn một bịch vậy đó. Miễn ship cho bà con mình rồi thì thôi rồi.
Nguyễn chứ cũng ít khi nào nhắn tin hỏi bà con mình được lộc không, không có lộc không. Bà con nào có lộc thì nhắn tin điện lại thì Nguyễn chúc mừng bà con mình thôi. Rồi Nguyễn chào 370 bà con mình đang xem like nha bà con. Bà con vào kênh, bà con nào chưa like giúp Nguyễn một like đi bà con ơi. Hôm nay bà con mình like yếu quá. Like mạnh mạnh tay lên cho cái tài lộc nó chạy về đồ bà con. Like không tốn tiền, bà con cứ an tâm mà bấm nha bà con. Thấy cái tay chỉa lên gì nè. Đó, bà con bấm vào đi. Có tốn tiền thì cứ alo cho Nguyễn. Nguyễn ơi, chị bấm like tốn tiền chị, em trả lại cho chị. Ok, nếu như bấm like tốn tiền Nguyễn trả liền cho bà con mình luôn. Nói chung lọc Zalo á, ông Tà Đen tối nay á, quãng đường Nguyễn đi á, là tới 75 cây số lần bà con. Đó thì tính ra chạy gần 2 tiếng đồng hồ á. Gần 2 tiếng. Đó chạy có đường chạy nhanh tại vì đoạn đường của Nguyễn chạy là được 60 km trên giờ. Thì mình chạy cũng 57, 58, 59 thôi chứ không qua 60 mà công bắn tốc độ mệt lắm. Đó, chạy tầm đó thì tầm khoảng cỡ tiếng mấy thì tới rồi. Đó, gắng, cố gắng tối nay đi xin. Mà tối nay chứ Nguyễn đi một mình này. Không đi ông anh nữa. Hổng gài 4-5 ngày nay đi chung với ông anh. Hình như không có hợp tài, hợp lộc với ông. Không có được đẹp lộc cho mấy. Đó, ga thì đa số là ga được một lô. Con đảo, đó, ga làm gì không à. Còn bây giờ tối nay mình đi một mình. Kiếm cái lộc lớn cho bà con mình. Để bà con mình thắng lớn. Đó, ai gỡ nực nợ thì gỡ. Ai đang túng thiếu nợ nần gì đó thì bà con mình xây sở thì được. Thì Nguyễn rất mừng nha bà con. Rồi em chào Chính Hoàng. Ngày mai 879 rất đẹp. Ok luôn Chính Nguyễn ơi. Mong sao ngày mai ra lộc lớn nha Chính Nguyễn. Tài lộc mỗi ngày hữu duyên đó, ai chọn tài chọn lộc được thì chúng thì mình Nguyễn vui lắm bà con. Nói chung mà mình thành tâm mình phát ra mình đi xin lộc cho bà con mình mà lộc không về Nguyễn buồn lắm. Buồn cho bà con mình đã khổ rồi còn thêm khổ nữa. Bà con mình buồn một mất tiền thì Nguyễn biết mất tiền thiệt với bà con mình buồn. Nguyễn chứ Nguyễn buồn 10 á. Nhìn đêm nhiều khi xin về mình suy nghĩ dữ trời lắm. Cũng cố gắng khấn vái cho bà con mình. Đi xin là hết cái lòng mình đi xin đó bà con. Rồi em chào Nghĩa Lưu. 876 đẹp à. Chung mong sao thì nhan ba số này con nào ra thì cũng được. Nhưng mà ra ở đây rồi thì ngày mai miền Nam, miền Trung, miền Bắc mình phải ra nữa nó mới đẹp nha bà con. Phải ra nữa nó mới đẹp. Ra mà ra 2-3 lô nó mới đẹp. Hôm nay mấy người quen nó mất tiêu hết rồi ta không thấy luôn ta. Toàn mấy anh chị mới không nè. Hôm nay có mấy thành viên mới nè cũng vui nè. 879 rồi à. Có khả năng là 878 luôn á. Tròn tròn kiểu này chữ nhỏ nhỏ nè. Rồi anh chào ông ăn chả bà ăn nem. Ai ông ăn chả được bà ăn nem được liền chứ ta. Chả đũa lại liền phải không? Rồi Nguyễn cũng mến chào 517 bà con mình đang xem like nha bà con. Bà con nào đang rảnh tay nhớ bấm cho Nguyễn xin một like cho tài lộc chạy về bà con ơi. Ê, 878 đó. Con 78 này bà con mình thấy cái con 78 này Nguyễn thấy cũng khả năng rất là đẹp đó. Dạ rồi con chào cô Bích Văn Nguyễn.
thì bà con nào mình thấy hợp thì mình chơi nha bà con. Giờ thì Nguyễn Hữu Duyên Nguyễn ghép cho bà con nào nè, bà con lắng nghe được thì bà con mình chơi thì chơi ha. 78 87 ai thích một cặp này ngày mai có thể đá thành phố Long An nha bà con. Đó, thành phố Long An rất là đẹp hai con này. Còn ba càng thì bà con mình đánh luôn cái con 878 này cho Nguyễn ha bà con. Đánh 4 đài được thì mình đánh. Đó, đánh không được thì mình đánh cái đài nào chính của mình thôi ha bà con. Đó, Hữu Duyên, mai hôm sau ngày mai gớt ba càng 878 cho bà con mình. Rồi, giờ thì Nguyễn tiếp tục, Nguyễn quay qua. Nguyễn xin cái lọc xăm nữa cho bà con mình. Thì Bình Vương thu quá trốn hết rồi à. Trời ơi, trên kênh này thấy có ai chơi nhiều đâu. Ăn thua là chuyện thường tình thôi chị ơi. Chắc mấy anh chị mình bận á. Rồi em chào chị Nguyễn Diệu. Rồi, công Nguyễn thành tâm trước màn ảnh nhỏ để mình nhận lọc nha bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Ông thần tài, ông địa, ông tà, các vị thần linh tiên về đây cảm ứng chứng minh cho lòng thành của con, chọn lựa cho con xin một quẻ xăm thật là chính xác, về được sổ số kiến thiết miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì miền nào cũng được tài, được lộc lớn cho bà con mình, có đồng ăn đồng vốn xây sở trong công việc và cuộc sống luôn. Thì bà con mình cũng khổ quá rồi, con mong sao tài lộc hai ông và ông tà có cho con xin về thật là đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng, đúng năm, ngày mai là thứ 7 ngày 13 tháng 4 năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, quẻ xăm hôm nay nằm ngang vậy luôn, nằm đứng luôn bà con, không úp không ngửa luôn. Đó, thì ngày mai bà con mình lụm lúa ha bà con ơi. Rồi, em chào Samsung. Còn ai, bà con nào muốn nhận lọc riêng, lọc Zalo đó, để bà con mình tham khảo nữa, thì bà con mình cứ qua số điện thoại này ha bà con, gọi trực tiếp cho Nguyễn, Zalo của Nguyễn á. Đó, để Nguyễn cho bà con mình số Zalo ha. 0856352752, đó là số điện thoại Nguyễn xài trực tiếp nha bà con. Rồi, bà con mình cùng Nguyễn thành tâm đón nhận tài nhận lộc ngày mai. Trời ơi, con 09 này mà hôm qua mình xin một cái thì bữa nay có đặc biệt nha bà con. Ngày mai bắt đầu tiếp tục 09 rất đặc biệt hạt đầu cho bà con mình nha bà con. 0990 đó là một cặp quẹ xăm. Rồi thì bác can ghép cho bà con mình đó là con 709790 nha bà con. Ai chơi bà càng thì mình chơi bà con ơi. Mỗi người có mỗi cái tài cái lộc riêng, bà con mình hữu duyên mong sao chọn đúng tài đúng lộc thắng nha bà con. Rồi em chào Như Yến, chị like cho em rồi nha, không sao mấy. Dạ rồi, ok chị. Nói chung tài lộc thì có thắng có thua mà chị ơi. Ai mà trách móc thì em cũng không có buồn phiền gì đâu. Nói chung mấy người đó thì cũng không biết suy nghĩ thôi. Rồi em chào. Rồi giờ thì Nguyễn cũng xin kết thúc video nha bà con. Mong sao thì bà con mình á cố gắng đó tài lộc chọn cho nó đúng để mình thắng lớn ha bà con. Rồi giờ thì Nguyễn mến chào bà con, chúc bà con mình tối nay ngủ thật ngon, mơ thật đẹp, ngày mai làm ăn buôn bán đều thuận lợi hết bà con ơi.